Sự bắt đầu của hành trình chinh phục nước Mỹ. Hình ảnh lô hàng ô tô đầu tiên của Hyundai vượt Thái Bình Dương sang Hoa Kỳ vào năm 1986 và hình ảnh những chiếc VinFast đầu tiên của Việt Nam xuất sang xứ cờ hoa bắt đầu từ ngày hôm nay. Tờ Hàn Kiêung viết rằng những người gốc Hàn Quốc sinh sống tại Hoa Kỳ đã rơi nước mắt khi chứng kiến một bước tiến lớn lao của đất nước Hàn Quốc, khi chứng kiến những chiếc Hyundai Excel lăn bánh tại đường phố Manhattan hay San Francisco. Vào thập niên 80 của thế kỷ trước, phần đông những người dân Hoa Kỳ vẫn nghĩ Hàn Quốc như một quốc gia cực kỳ nghèo đói ngay sau chiến tranh. Với những chiếc xe Hyundai Excel vượt biển vào năm 1986 ấy, Hàn Quốc đã được ghi dấu ấn như là một quốc gia hùng vĩ. Những chiếc xe VinFast đầu tiên đến Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua cũng tạo được những xúc động không hề nhẹ với những người có dòng máu Việt Nam chân chính đang sinh sống, làm việc tại Hoa Kỳ. Việt Nam cũng được biết đến với chiến tranh, nghèo đói và dần đã được quan tâm như là một quốc gia sản xuất được ô tô. Phó Chủ tịch Hyundai Motor Hoa Kỳ là ông Derek Hatami cho biết, việc Hyundai đưa xe đến nơi đây là một quyết định dũng cảm, đầy rủi ro thách thức, nhưng sẽ tạo ra những hiệu ứng không tưởng, vì chỉ cần những chiếc xe này được chạy tại Hoa Kỳ, được người dân Hoa Kỳ sử dụng, thì coi như đã vượt qua tiêu chuẩn khắt khe nhất, dễ tiến tới các thị trường khác hơn. Đến được Hoa Kỳ đã là thử thách khó khăn rồi, di chuyển và bán được còn khó khăn gấp nhiều lần, vì người dân ở nơi đây có quá nhiều lựa chọn. Năm trước, khi những chiếc xe điện VinFast đầu tiên xuất hiện tại La Auto Show, người ta ngờ vực rằng đây chỉ là một chiêu trò quảng bá để bán được nhiều hơn tại Việt Nam. Một lý do khác, đó là Hoa Kỳ là quốc gia có những tiêu chuẩn rất khắt khe về tính an toàn, vận hành của một chiếc ô tô, mà VinFast lại là một hãng non trẻ. Giờ đây, những vấn đề này đã được giải đáp một cách không thể thuyết phục hơn. Tất nhiên là chẳng phải bằng những chiêu trò kiểu như Photoshop hay chỉnh sửa ảnh. Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng có một tham vọng cắm cờ tại nước ngoài. Nếu cắm vào Myanmar, Campuchia và Lào thì không oai lắm. Đã thế, cắm hẳn vào chỗ oai nhất mà vẫn kinh doanh được cho nó khỏi kinh. Nơi oai nhất là đâu? Chính là Mỹ, siêu cường lớn nhất thế giới. Nhiều người từng đánh giá đây là một tuyên bố mạnh miệng vì vào Mỹ chưa bao giờ là dễ dàng. Nhiều người khắt khe thì nói là tự tin thái quá. Nhưng trải qua mấy năm trời, khi những VinFast đã, đang và sắp xuất hiện trên đường phố đất nước cờ hoa, thì những lời nói giao lưu năm ấy đã trở thành sự thực. Như đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Knapper kỳ vọng rất cao vào việc những chiếc xe VinFast điện đầu tiên lăn bánh tại California. Đây là biểu tượng chứng minh sự phát triển của Việt Nam, vừa là minh chứng cho mối quan hệ ngoại giao nồng thắm giữa hai quốc gia. Ông cũng cảm ơn VinFast vì đã đặt niềm tin vào lực lượng lao động ở Mỹ, xây dựng nhà máy ở Mỹ, tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm ở Mỹ. Người Việt chúng ta thường chỉ quen với việc cảm ơn người khác vì đã đầu tư vào Việt Nam. Giờ đây, có lẽ nên làm quen với việc được người khác cảm ơn, và điều đáng trân quý, lời cảm ơn mà chúng ta nhận được lại là từ nước Mỹ. Hành trình chinh phục nước Mỹ mới chỉ đang ở những bước đầu tiên. Như một đứa bé, muốn biết chạy thì cần phải biết lẫy, biết bò. Muốn thành công, muốn cắm cờ thì phải cần rất nhiều nỗ lực. Không làm thì không bao giờ thành công. Một hành trình dũng cảm cần những con người dám làm, dám khát khao.